Hello mọi người, chào mọi người đã đến với kênh của Su. Video tuần này sẽ là một video unbox. Và hôm nay mình sẽ unbox hết tất cả một túi đồ này. Những món đồ này là Su đã mua được và được tặng trong tuần qua. Và bây giờ chúng ta sẽ unbox từng món thôi. Ôi chết, cái gió cái chén mình đâu rồi? Ở đây thì sẽ có một món được khui rồi, tại vì mình phải khui ra để kiểm tra hàng. Và bây giờ mình sẽ show ra cho mọi người xem cái mà mình đã khui trước. Là một chiếc hoodie, mình cũng không biết màu gì nữa. Màu kiểu như là cam cam, vàng vàng, sữa sữa. Đây, một chiếc hoodie rất là dày dặn. Ôi mọi người, thật ra là cái phòng của mình nó rất là hẹp và mình không thể nào quay xa cho mọi người thấy toàn bộ cái sản phẩm được á. Tại vì cái phòng mình nó đã vậy rồi, mình bị mọi người nói rất là nhiều nhưng mà mình không thể nào khắc phục được. Mọi người thông cảm nha, mình sẽ để ảnh mẫu kế bên này để mọi người xem cái form dễ hơn. Và mình có một chiếc hoodie khá là dày dặn. Thì mình thấy là hoodie là nó sẽ không thích hợp cho cái mùa này lắm. Tại vì mùa hè nó rất là nóng nực mà đúng không? Nhưng mà cái hoodie này là mình được tặng và mình rất là vui. Tại vì kiểu như là nó rộng theo ý mình và nó theo cái màu mà kiểu mình thích đó mọi người. Với cả mình sẽ mặc được trong những lúc mà trời mưa. Tại vì mình thấy gần đây á, chỗ mình mưa khá là nhiều. Và kiểu không hoàn toàn là nóng đâu mọi người. Nên là những lúc vẫn phải cần hoodie nha. Rất là dày luôn á mọi người. Và đây là cái tên của nó nè, nhưng mà nó bị lật ngược rồi. Ui xinh thế. Vàng ngoài sao là sẽ thế này nè mọi người. Nói chung là nó cũng không quá sến và cũng không có quá ngầu. Nói chung là bình thường mọi người. Mình sẽ mặc trong những lúc mà trời lạnh, hoặc là mặc để chống nắng. Mặc vào những lúc mà đi học á mọi người, nắng rất là gắt, nên là cũng cần những chiếc hoodie màu sáng với cả dày dày để chống nắng cho nó tốt tốt. À quên, toàn bộ những sản phẩm mà hôm nay mình inbox á, mình sẽ để link sản phẩm ở dưới phần mô tả nha. Và kèm theo đó là size mà mình mặc nè, với cả cân nặng chiều cao của mình nữa. Tiếp theo sẽ là một chiếc crop top. À mình nhớ rồi, một crop top mà mình rất thích. Kiểu nó hợp style của mình mọi người. Trời ơi, caro nha các bạn. Ơ nhưng mà hình như vải nó là len phải không ta? À không phải len, mình cứ nghĩ là len, tại vì len thì mặt cũng khá là nóng đấy. Đây, xinh quá nè. Nhưng mà mình thấy nó khá là nhỏ. À hình như là nó bó hơn là so với mình nghĩ á. Tại vì mình nghĩ là nó sẽ rất là rộng. Nhưng mà không sao, vẫn xinh nha mọi người. Rất là giống ảnh luôn, không hề khác ảnh một dính nào cả. Nè, vải thì rất là dày luôn nè. Đau quá. Và mặc vào thì khi mà mình sờ vào mình cũng không có thấy kiểu như là nó nóng hay là nó sao chân, mà mình cảm thấy nó mát. Và chúng ta đã có một crop top. Cái này nó cũng không có quá cao mọi người, nó cũng hình như là mình đoán là che được phần bụng luôn hay sao ấy. Nói chung là mình thích cái kiểu áo như thế này và tay dài. Không biết làm sao mà mình rất là thích những chiếc áo ngắn và cả crop top tay dài mọi người. Tiếp theo để mình kiếm nhau giấy coi mất tiêu nữa rồi. Tiếp theo, mình nên inbox những cái cục hàng nhỏ hay là bự trước đây ta? Nãy giờ là inbox bự không rồi đúng không? Nên là mình sẽ inbox thêm một cái bự nữa. Cái này nó bị rách miếng rồi nè. Mình cực sợ rách đồ bên trong luôn đi. Nè, đồ này mình lại được tặng nữa rồi nè. Nè, mình được tặng để chụp hình đó mọi người. Để chụp hình cho sớm. Ta-da. À, một chiếc hoodie. Cái đồ của Ren này mình thấy khá là cute luôn á. Và kiểu chắc vải thì nó kiểu nó không có dày mà cũng không có mỏng á. Nói chung là không có bị nóng. Một chiếc hoodie có màu xanh. Màu xanh gì mình cũng không biết luôn. Trời ơi, chiếc hoodie này xinh cực mọi người. Mình vừa nhìn vào ảnh thôi là mình đã kêu shop gửi cho mình cái này rồi nè mọi người. Ồ, cute chưa rồi. Trời ơi, vải nó đúng xịn luôn mọi người. Nó kiểu mát mát á. Ở phần tay áo thì nó sẽ có thế này. Mình cực thích ở phần tay áo mà có như thế này luôn mọi người. Ngoài sao thì không có gì hết. Không biết có ai giống mình không ha. Mỗi lần mà mình mặc hoodie hoặc là sweater gì đó, mình luôn luôn chọn một cái size nào đó nó lớn nhất luôn á. Tại vì mình kiểu, mặc dù mình có thể bơi trong áo luôn, nhưng mà mình rất là thích kiểu vậy á.
Và mình có một cái túi sách mới nè, của cái brand đó đó, của brand mới vừa inbox cái áo đi màu xanh này. Tiếp theo sẽ là cái hộp này nha mọi người. Hộp này là hộp son. Trời ơi, rất nhiều son trong này luôn. Cái gì đây ta? Wow, như đồ hiệu luôn á mọi người. Chỗ xỉn quá nè. Cái vỏ sắt thôi mà có cần phải xịt xinh xỉu gì không? Đúng màu hồng mình thích luôn. Và nhân vật chính là đây. Trời ơi, mình cũng không biết là mình mua bao nhiêu cây nữa. Ừ, cái này mình mua nha mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Còn cái này là cái gì ta? Cái này là cái gì mình cũng không nhớ nữa. Mình hai cái này luôn. Cái này là cái gì đâu, mình mở thử coi. Kem. Kem nền hả ta? Như mình được tặng kem á. Ôi kem mọi người. Kem nền, trời đúng lúc hết kem nền xài. Xuất sắc nha. Và mình sẽ test những hộp son này cho mọi người xem. Trời ơi, thiết kế xinh vậy trời. Màu hồng hồng tím tím nữa nè. Cute vậy trời. Ừ, mùi cũng cũng ổn. Wow, chắc son lên đỉnh quá nè mọi người. Màu này là màu 02 nha. Wow. Wow, màu này xinh quá nè. Còn màu này là màu 08. Và đây là màu 07. Trời ơi, mình tha gì xấu nha. Phải nhìn mới được mọi người. Nhìn lên cam tha xấu quá. Đây là màu 07. Và tiếp theo là màu 06. Wow, màu này cũng xinh quá nè. Màu này tươi nè mọi người. Đây, đây màu 06. Và đây là màu 03. Màu này là... màu này nó hơi hồng nha mọi người. Đây. Trời ơi, đây là màu 03. Cái tay mình bị gì á. Đây, đây là màu 04. Tiếp theo sẽ là cái cây này. Thiết kế xỉn hoặc sang quá. À, mình nhớ rồi. Nhớ rồi, cái nào mình đặt cho mẹ mọi người. Sang chưa nè. Ôi trời ơi trời. Một cây nhỏ nhắn bé xíu mà sang chưa nè. Ôi trời ơi trời. Ôi trời ơi trời. Mình sẽ thay lên thử nha. Nếu như mà mẹ mình đánh, mẹ mình sẽ đánh một cái lớp rất là mỏng, chứ không có chói như thế này. Tiếp theo. Trời ơi, nhìn cái bọc màu hồng mà không gặp đúng rồi nè. Là một chiếc áo mình được tặng đó mọi người. Chiếc áo thùng mình được tặng để mình đi chụp ảnh cho shop đó. Một chiếc áo màu trắng. Trời ơi, oh my god. Giải nó nè mọi người, giải nó. Giải nó cứng ngắc, ổ lộn. Giải nó dày ơi là dày luôn á. Trời thích quá vậy. Trời ơi, chất lượng 10 trên 10 nha. Đây, đây là hình của chiếc áo. Ui, thích quá à. 10 điểm cho chiếc áo này luôn á. Size M thôi nha mọi người. Xịn quá. À, ngoài sao nó có cái này nè. Cái này sẽ là cái gì? Ừ, để mình đọc đi. Đây là một cái túi. À, cái túi này mình đỡ lâu lắm rồi nè. Nhìn cái màu nè mọi người. Ui, xinh quá vậy. Oh my god. Oh my god, thật sự. Xinh hơn sức tưởng tượng của mình luôn đấy. Để xem bên trong có gì nào. Khóa kéo cực kỳ trơn nha, rất là dễ dàng. Có cái này. Trời ơi, mình thích quá. Trời ơi, thích quá. Đúng là không uổng công mình đợi lâu. Cái này là hàng order hay sao ấy. Mình nhớ là mình đợi tầm 2-3 tuần gì đó. À, 2 tuần thì phải. Mình bóc chúng cái nào mình sẽ thu cái đó nha.
là một cái họ ta à, nước hoa. Đây là mình được tặng à, không, mình mua nước hoa này. Mình thấy mấy anh chị ở TikTok của mọi người review cái này khá là nhiều nên là mình mua về dùng thử. Nhưng mà thật sự là vừa mở cái hộp ra thôi là đã thơm tới nào ấy mà muốn ăn luôn chai nước hoa. Mình đổ đầy chai nước hoa nhỏ nhắn thế này thôi. Mình là một người rất là thích hương thơm á mọi người. Lúc nào mình đi đâu làm gì mình cũng phải xịt nước hoa. Kiểu như là mình rất là thích nước hoa và cái gì đó nó phát ra mùi hương thơm dễ chịu á. Trời ơi sang quá nè. Ô nó có cái mèo giống cái này hay sao á, giống. Để mình thử nha. Cái mùi này cũng ok đấy chứ. Ôi ủng quá, bay mất một giọt rồi. Mùi được nha mọi người, ổn với mọi người. Nghe nói là lưu hương tầm mấy tiếng mà mình cũng quên mất rồi. Cũng hình như là trên 5 tiếng hay gì, trên 4 tiếng, 5 tiếng vậy. Cái này là quần tắt lưới, là cái gió lưới đó mọi người, mình mua về để phối đồ. Cái gió lưới này nhìn nó trông nó hơi dữ hơn những chiếc lưới mà mình đã mặc. Đây lưới thì mình phải mặc lên thì mọi người mới thấy được nó nè, nhìn nó ghê không. Ôi trời ơi, nhìn giống da rắn quá vậy. Mình sợ rắn lắm. Mình sẽ để hình mẫu kế bên để mọi người hình dung ra nha. Tại vì nó như thế này nè, làm sao mọi người thấy được đúng không? Tiếp theo sẽ là hoa hồng đen nhân tạo phong cách gì đó. À cái này là mình đặt để làm phụ kiện chụp ảnh mọi người, giống như là cây hoa hồng giả để cầm chụp thôi chứ không có gì hết á. Không biết là nó có bị nhăn nheo gãy úa gì không ha. Hoa hồng đen nhìn nó kiểu huyền bí không mọi người. Chắc chắn là nó sẽ bị nhăn rồi, đương nhiên rồi đúng không? À, một chiếc túi nữa nha. Cái này mình kiểu bị nghiện túi mọi người. Lúc trước là mình đâu có đầu tư vào túi đâu nên là túi của mình cũng không có nhiều lắm á, chỉ tầm 1-2 cái rồi mang đi mang lại hoài à. Mà tự nhiên dạo gần đây á, tự nhiên Shopee của mình nó cứ xuất hiện một loạt những cái túi rất là xinh và bắt buộc cái tay của mình nó ngứa mọi người, nó phải bấm vào đặt hàng. Rồi mình nhớ rồi, cái túi này mình để phối cái outfit bánh bèo, những outfit cute tê bánh bèo. Ôi cũng xinh quá nè. Wow, mình cũng cute quá nè mọi người. Cái này nó không có giãn nha, mình cứ nghĩ là nó sẽ giãn. Khóa kéo. Để coi bên trong là hai túi. Bên trong là hai túi nha mọi người, một túi to và một túi nhỏ, giống như cái túi hồi nãy thôi. À, vậy là mình đã được thêm một cái túi dưới sườn. Tiếp tục. Đây là vòng cổ. Chiếc vòng cổ hình đầu lâu á mọi người, nhìn nó hơi quái dị nha. Mình mua để phối những cái outfit kiểu ngầu ngầu á. Ôi ngầu dữ vậy trời, nhìn nó hơi ghê ha, nhưng mà đẹp quá nè. Rồi tiếp theo. Ủa hết rồi hả ta? À còn một cái nha mọi người. À còn hai cái cuối nha mọi người. Trời sao nhanh vậy ta, nhớ hồi nãy mình đóng rồi mà cũng không biết mấy món nữa. Dây chuyền nữa, dây chuyền ngọc trai. Mình xin phép ngồi như này nha, tại mình quen rồi. Ui xinh đấy nè, xinh nha mọi người. Oh my god, lấp lánh quá à. Dùng để phối outfit ngầu hoặc là kiểu nó cũ xưa kiểu vậy á. Trời ơi, hồi nãy kiểu mình xịt nước hoa sao á mà nó lỡ văng vài giọt vô mũi cái gì á, mà mình bị viêm xoang nên là rất là dễ bị hắt xì luôn. Món cuối cùng nha. Trời ơi, nhìn như khóc vậy á. Đây là một chiếc kính có một cái màu rất là sáng. Mình nghĩ là sắp tới sẽ có một video inbox nữa, tại vì mình đặt đồ khá là nhiều. Trời ơi, hậu quả của việc chốt đơn vào lúc 12 giờ khuya. Kiểu mình đặt mà mình còn không biết là mình đặt để làm cái gì. Đặt mấy đồ linh tinh không mà. Trời ơi, không hiểu tại sao mà dạo này mình lại rất là thích cái màu chói chói như này. Cái màu mà nổi bật như này luôn á. Đeo lên thử nha. À, cũng rất gì mà này nọ chứ.
Gì vậy? Và mình đã unbox xong rồi đó, hết tất cả những món đồ mà mình muốn cho mọi người xem rồi. À mọi người, hồi hôm qua mình định á là sẽ đợi cái này lại để unbox cho mọi người xem luôn, mà mình nôn quá nên là mình đã unbox và sử dụng nó rồi. Đây là mặt nạ trị mụn nha mọi người. Đây là mặt nạ trị mụn mà mình kiểu mình dùng nó gần đây tầm đâu một tháng, hai tháng mấy trước gì đó. Xong rồi mình bị ghiền á mọi người, mình bị nghiện luôn á. Xong rồi mình phải mua một hộp, hai hộp nữa để dùng. Em này trị mụn siêu đỉnh luôn nha. Mọi người có thể lên Shopee và tìm hiểu đi. Mình cũng không biết sao nữa, nói chung là mình sử dụng thì mình đã hết mụn. À, chưa hết mụn hoàn toàn nhưng mà rất là hiệu quả. Thì bây giờ không biết nói gì nữa hết trơn. Bây giờ unbox thì cũng đã unbox xong rồi. Thì đã đến lúc kết thúc video tại đây. Nhắc lại một lần nữa, tất cả những sản phẩm mình sẽ để lên ở dưới phần mô tả nha. Mọi người đừng quên để lại cho Xuân một like, một đăng ký để ủng hộ Xuân nha. Và cùng đón chờ thêm một tập unbox nữa. Mình nghĩ là tập inbox lần sau nó sẽ rất là linh đình đây. Tại vì mình đặt rất là nhiều đồ luôn, toàn là những đồ linh tinh mà thôi. À quên, mọi người đừng quên theo dõi Instagram, Facebook với cả TikTok của mình luôn nha. Thì bây giờ kết thúc video thôi. Bye bye mọi người, hẹn mọi người vào những video sau. Bye bye.